đây thì mình sẽ review cho anh em một con xe G15V3 xe này. Và con này là bị trước đã làm sửa nhà mình rồi, nhưng mà mới cho bạn mượn lại bị tai nạn lần nữa. Và hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem là nó bị cái gì nhá. Em ơi, lấy túi ni lông đen bằng kính đi, ta đi để bao anh em ạ. Vỡ trong này. Biển 27 ấy. Thằng biển 27 nằm xe đụt thẳng đít luôn. Con này đầu cắm vào xe. Tưởng con này nó yệt như này mà cái đầu. Nhưng con này không phải biển 27. Em đây là tay phanh, tay phôn tổng phanh này. Rồi. Này. Chùn khung này, anh em nhìn chùn này. Ấy, chùn hẳn vào luôn này. Sát luôn này. Vành vỡ này. Vành này mới là sửa. Mới là quanh lên thôi. Còn có anh nhìn thấy vành trước còn vỡ cơ. Bên này vỡ. Bên này lúc nãy là có vết vỡ bên này. Vành trước à. Quay đằng sau đi em ơi. Ô cổ vô. Chưa sao cũng định nhiều. Vấy hết cả cổ à. Bên con này lại bị nguyên dàn đồng. Trông xe trông nó gọn gàng nhờ. Nó không hươn dài ra nhờ. Mấy cái này bây giờ ra đi. Trông kiểu này cho buồn cười á. Quay nó quay luôn rồi. Bây giờ mình sẽ ngồi nói chuyện với anh em là tại sao chiếc R15V2 này nó R15V3 này bị tai nạn rất nhiều anh em bị tai nạn. Mới đây có một vụ nhất là chia buồn với anh em gia đình ở Điện Biên, biển 27 đâm đụng thẳng vào tiếp vào cái đuôi xe container nằm nghỉ ở ngoài ở đường ấy. Thì đụng vào con này bị đụng kiểu thẳng đâm thẳng đắp vào cái đận cái đít xe như thế. Nghe anh em tưởng tượng cái đầu xe đâm thẳng vào. Đâm thẳng vào nó dồn hết tất cả vào lại với nhau, dồn hết lại với nhau. Thì bây giờ mình sẽ đi review tại sao lại R15V3 lại nhiều với anh em tai nạn đấy. Cũng giống như con này này. Cũng là chiếc xe tai nạn và vỡ hết đàn đầu và được mình review đàn đầu R1M. Đây mình sẽ dắt ra cho anh em xem cái đầu đèn R1M. Camera có quay được không em? Được. Đấy. Anh em nhìn quả kính nhá, đồng hồ ạ. Đâm đụt thẳng này. Cái gá mới tinh này, các bạn thấy không, mình phải thay cái gá này nó mới chuẩn được đấy. Này, vỡ hết cả đồng hồ à. Và đầu đèn nó đang lên đầu được một mờ thì mình đang chờ cái đèn bi cầu về đấy. đèn bi cầu anh em thấy không, đây là lên luôn body đầu được một mờ. Con kia chắc cũng sử dụng phương án đấy thôi chứ vỡ hết đèn đèn pha rồi. Hàng tiền hàng quá tốt. Đây là chiếc R15V3 tai nạn này. Đây là chiếc R15V3 tai nạn này. Mà sao tầm màu xanh nhỉ? Đắn càng đắn trước xong hết rồi. Khung trước các thứ này. Gá khung mới này. Các bạn nhìn thấy không? Đây này. Gá khung mới này. Vì đa phần đâm thì nó đều cong vênh cái này. Thì cong vênh cái này tại sao nắn nó không chuẩn được? Vì là đây nó thứ nhất là định vị cái đầu này. Định vị đầu này. Thứ hai định vị cái pha đèn này. Thứ ba là định vị cái đồng hồ này. Nó định vị 3 điểm nên là nắn nó không bao giờ chuẩn được khi mà chúng ta ngồi lái này. Cảm giác nó bị đồng hồ bị vẹo hoặc là cái đầu nó vẹo chạy rất là khó chịu. Mặc dù là cái gióng chảo ba thuộc chiếc thứ này nó cân tâm bánh, nhưng mà những cái này nó lệch làm cảm giác khó chịu, nó không ảnh hưởng gì đến vấn đề xe, đúng không? Các bạn nhìn thấy như cái điểm bắt của nó đây, cái gá này nó chỉ bắt vào hai con ốc này thôi đấy, bắt vào hai con ốc này.
Nhưng mà đi ấy, thì cảm giác mình ngồi lên xe mình đi nó như này. Mình đi này thì cái này toàn bộ cái bộ thụt chả ba đi đông các thứ nó cân hết, mà cái này nó bị lệch xẹo. Đi nó nhìn nó rất là khó chịu. Mặc dù là cái tâm này và tâm bánh là nó cân nhau thì nó đi rất là khó chịu, nên là tất cả cái này là mình đều tư vấn khách là thay. Đấy. Thì con này là thay, con này đang chờ nốt là đồ nhựa về là lắp lên. Đấy, con này xong rồi, chiếc xe này xong rồi. Chiếc xe vào đi. Đây là phía công ty gọi cái chiếc xe là xe xin số của ô tô. Vân lốp nó vẫn còn mới tinh nha. Vân lốp các thứ nó vẫn còn mới tinh này. Đường gai chỉ lốp các thứ vẫn còn mới tinh này. Mà chiếc xe này đã là xe tai nạn và đã được mình phục hồi lại rồi. Nhưng mà phục hồi xong là khách lại đi công tác ở Sài Gòn, đến bây giờ vẫn chưa qua lấy xe, anh em nhìn bụi này. Đấy. Bụi mù luôn, vì là xe ngày nào mình phải dắt ra dắt vào, nên là khi mà giả xe xong bắt đầu khách đến lấy xe là mình đã phải tung hết cả nhựa ra để mình rửa lại lần nữa, mình giao trả xe cho khách. Con này là đồ không phải là nó là bị trong xe nó cũ đấy nhá, bởi vì là bụi quá. Anh em nhìn này, mình vẹt cho anh em cái đường bụi này. Các bạn nhìn thấy không? Cái nhựa đen này vẹt cho các bạn đường bụi này. Đấy. Mới tinh luôn. Đó. Con này mới có 500 cây thì bị tai nạn. Ok anh em. Và bây giờ lại tiếp tục để khuôn con này vào. Khỏe thế. Xe toàn cho bạn mượn, chúng ta gặp kế toán đi nào. Ok anh em. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục là review tại sao bị tai nạn nhé. Anh em lại quay trở lại với anh em về cái việc là tại sao vừa 53 tai nạn, thì có những cái điểm là như cái này, mình là đánh giá mang tính cá nhân, nên là các bạn không cần thiết phải nghe mình 100%. Nếu mà thấy cái gì đúng thì sử dụng theo, còn cái gì là không đúng thì có thể là chúng ta cùng nhau comment ở dưới mạng để xây dựng xem có nhiều thông tin, để mình biết được nhiều thông tin hơn, để mình sẽ review lại cho anh em mình rõ hơn về chiếc R15V3 tại sao mà chiếc xe đấy là lại mang nhiều tai tiếng, mang nhiều tai nạn đến như thế. Ngày xưa thì anh em biết rồi, những cái dòng Xcenter bị tai nạn rất là nhiều, nhưng bây giờ là R15V3 là một xe, lượng xe tai nạn rất là lớn. Nó không phải là rớt, mà mình nghĩ là do những cái lý do như này. Lý do thứ nhất là của mình là mình biết là một điều là anh em có thể công nhận là đến khoảng tầm 70% những anh em đã có R15V3 đều là những anh em mới là sở hữu chiếc xe cool đầu tiên là R15V3. Thì đa phần là anh em mà từ xe ga, xe dân dụng hay là xe số bình thường lên phát R15V3, thì anh em chưa sử dụng, là chưa qua trải nghiệm cái xe cool, hay là chưa chạy tốc cao xe cool, nên là anh em sẽ lên một phát lên con xe cool luôn. Và thêm cái nữa là cái gì, cái body của con của nợ này nó rất là to, nó rất là đẹp, trông nó giống như chiếc Big Bike, nên là cái khi mà cái cảm xúc ở trong đầu mình nó cái cảm xúc trong đầu mình khi mình ngồi lên, mình cảm giác như mình đang cưỡi một chiếc xe Big Bike. Nhưng thực tế các bạn biết rồi, cái hệ thống phanh của nó không hề là được bổ sung như chiếc Big Bike là hệ thống phanh ABS hay là cái kỹ năng, chứ không phải là thường anh em thấy để ý rất ít những bạn mà một phát là nhảy lên luôn Z1000, Z800 hay là những con Ducati 800 hay 1000 phân phối, hay những chiếc CBR hay là những dòng 4 máy của Honda. Thì lý do tại sao? Bởi là đấy là đó mới có một câu là thuần xe, hoặc là những con là gọi là như kiểu là thuần được một con ngựa hoang ấy. Đấy, thì như tại sao mà ngày xưa nó có những chiếc R6, R1 luôn nói là đấy là nó là con thiên thần sát chủ là thế. Bởi vì là anh em sẽ không giữ được cái cảm xúc quá lớn ở trong đầu, nên là anh em chạy cái mức mà khi mình không tự kiểm soát được cái tốc độ của mình. Chính xác của nó là cái từ tự kiểm soát cái tốc độ. Chứ anh em chạy nhanh nhưng mà anh em không phán đoán được là ở phía trước đường của nó sẽ xảy ra cái trường hợp như thế nào, hay là ở đây nó có ngõ, nó xe nó đâm ra, hay là có ô tô ở đây, anh em không quan sát tầm xa. Bởi vì tại sao? Chúng ta không thể yêu cầu cao được với một bạn mà mới có một chiếc xe côn, các bạn ấy chưa trải nghiệm nhiều. Giống như bây giờ nổi lên câu là tuổi trẻ chưa trải sự đời ấy, thì cũng nó cũng là thế. Nó là cái mà anh em chưa trải nghiệm được quá nhiều những dòng xe, chưa kinh qua, chưa có kinh nghiệm chạy xe. Đấy là lý do mình nói là có những bạn mà người rất nhỏ nhưng mà chạy rất nhiều xe, kinh nghiệm chạy xe rất là tốt, còn khôn hơn rất nhiều anh em đẹp trai cao to thì mẹ nhưng mà lái xe như con bò. Đấy là lý do tại sao mà cái khi mà anh em chạy, mà thường là mình khi mà mình chạy cái con này nó lên tốc 100 km/h, tầm 90 đến 100 km/h rất là nhanh, nên là cái gì,
cái việc là anh em kìm hãm được cái sự hưng phấn ở trong đầu mình nó không có quá nhiều, nên là dễ xảy ra bị tai nạn. Đấy là lý do mà mình biết 1450 lý do mình nhận thấy là như thế đa phần. Còn trở lại với chiếc R15 V3 tai nạn lúc nãy thì là cô em mình đã bị trước Tết đã bị tai nạn, và xe phải Tết là con duy nhất mình vẫn ấn tượng mãi, đấy là chiếc duy nhất nằm tại xưởng nhà mình. Vì sao anh em biết rồi, nó bị vỡ cái vách máy, mà khi đấy đặt cái vách máy về phải đặt cả số khung số máy các thứ, rồi là đặt để dập số khung số máy của nhà máy, tất cả các theo thông số lẫn cả là bường điện lẫn bường côn đều bị vỡ hết. Và khi vỡ đấy rồi nó đập nó co kéo vào, đập vào vách máy nó làm thay đổi cái bánh răng ở bên trong, thì đây là khi mà phải căn lên nó rất là lâu. Nên con đấy là con duy nhất nhà mình nằm xe qua Tết. Và tiếp theo nữa là khi mà xong thì là còn phải là độ lên cho bạn ý nữa, nên là trước đấy là sau Tết 1 tháng mình mới giả xe bạn ý, và bạn ý đi được qua dịch và vừa rồi là cho bạn mượn xe và cũng bị tai nạn toang tan tát như thế. Con này chắc cũng phải nằm ở đây khoảng tầm 3 tuần rồi. Thì con béo ô tô thì làm sửa xe, mình làm sửa chữa bảo dưỡng phục hồi xe tai nạn rất là nhiều. Đấy là lý do tại sao mà mình luôn được anh em tin tưởng ủng hộ. Xin cảm ơn anh em, và đây là một trong những cái lý do mà mình thấy là R15 tai nạn rất là nhiều. Và thêm cái nữa là mình thấy là anh em khi mà chạy xe, chúng ta nên là kiểm soát được cái sự hưng phấn trong đầu. Chúng ta nên đặt cái gia đình của mình đặt phía sau. Nếu mà xảy ra cái trường hợp tai nạn này, người xảy ra vấn đề về xe thì không sao nhá. Thì tất nhiên rồi, nếu xảy ra thì tiền túi bạn mất, tiền trong túi bạn mất. Có thể đôi khi còn mất cả bạn luôn. Bởi vì tại sao bây giờ xe trong bạn mượn, bạn đâm tai nạn ấy, xong bây giờ cùng là nếu bạn mà phủ đít thôi thì xe của mình sót, mình vẫn phải sửa cho ngon đúng không? Tiền thì mình phải trả. Nếu còn bạn thì bạn còn trốn mất thì là mất cả bạn luôn. Và thêm cái trường hợp thứ hai, nếu mà xảy ra những cái nặng hơn, nề hơn là phải nằm viện nằm viết thì gia đình mình sẽ rất là khổ. Đấy, nên là anh em nên kìm hãm cái tốc độ, nên sử dụng cái mình không khuyên can các bạn chạy chậm hay là chạy nhanh, mà mình chỉ khuyên các bạn là nên tự chủ động được cái tay lái của mình, chắc chắn khả năng của mình chạy đến đâu thì mình chạy đến đấy, đừng nên là đua bơi theo đoàn hay là thế nào, khả năng mình chạy nào chạy đến đấy. Ok anh em, chúc anh em đi tốt dùng bền nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái vlog hơi dài mà nó nhàm chán như này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.